Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đến với Code Lớp. Ở trong video hôm trước mình đã hướng dẫn các bạn xong cái phần login thành công. Và khi mà login thành công thì chúng ta đã update được các bạn này, element.status bằng ít tiếp nhá. Đây, for x đây. Tao lúc qua tất cả user. Cái user nào mà trùng email và pass này chúng ta cập nhật status ít tiếp. Còn không thì chúng ta reset về rộng nhá. Để tránh trường hợp nhiều cái user có cái trạng thái là ít tiếp. Thế thì đây là cách tiếp cận thứ nhất. Ở cách tiếp cận này thì các bạn thấy là mình có một cái biến này, mình lấy từ cái thằng local status ra. Và sau đấy là mình for x qua cái biến đấy. Và cuối cùng mình cập nhật vào local cũng dựa vào cái biến đấy. Thì toàn bộ các cái data mình refer hết cái biến này nhá. Nhưng mà rõ ràng về tư duy các bạn thấy là cái biến này này là cái biến là lấy ra trước khi cái thằng user được active cập nhật. Nghĩa là cái user lúc này này, tất cả user lúc này là nó không được active các bạn nhá. Và chỉ khi ông này ông login vào thì lúc đấy cập nhật lấy tiếp, thì đáng lý ra các bạn nên tạo ra một cái biến trước khi lấy ra và biến sau khi cập nhật nhé. Bởi vì bạn làm thế này thì ở vị trí này các bạn sẽ không refer được cái biến này, bởi vì biến này nó cũng bị thay đổi theo biến này rồi. Đúng không? Thì mình có một cách tiếp cận khác là chúng ta sẽ tạo ra một cái biến để hứng kết quả trả về của cái hàm bạn nhé. Và giữa biến này và biến này thì nó sẽ không liên quan nhau. Thì mình nghĩ đây là cách tiếp cận tốt hơn và mình cũng giới thiệu đến các bạn. Ở đây thay vì dùng for x thì các bạn dùng cho mình, đây, mình comment lại, tạo lại cái này nhá. Đấy, vẫn lấy ra user này. Nhưng mình sẽ khởi tạo một cái biến con. Cái con của cái user update. User update thì bằng. Thì gán bằng này. Bằng cái user này. Chấm map nhá. Map thì nó sẽ nhận vào một cái hàm. Và hàm đấy cũng thực thi giống như hệt cái hàm for x ấy. Thực thi mỗi lần nó lúc qua một phần tử nó thực thi nhá. Nó truyền vào đây là element. Element thì nó chính là cái phần tử trong array rồi. Mình lock cho các bạn xem này. Lock element. Đây. Mình thu nhỏ này lại. Tạm thời các bạn bỏ cái phần chuyển trang này nhá. Để cho mình debug thôi. Tí mình mở lại sau. Comment giúp mình này. Đấy, mình có user thì bằng cái season trên user này. Thôi mình giữ lại này không sao các bạn nhé. Rồi. Mình in space này vào tab console. Mình nhập vào cái password đúng là Việt Đức 122. Các bạn xem ở trong cái phần đây nhé. Phần application nhé. Này xem cái dữ liệu đây nhập vào nhé. Đây Việt Đức 122 và password từ 1 đến 8. Thì các bạn nhập cái gì cũng được nhé. Vì đây là cái data của bạn mà. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8. Bật sang tab console, mình nhấn vào login. Thì bạn thấy là mình loop qua hai cái object này, Việt Đức 122 và Việt Đức 1 a.gmail.com nhé. Thế thì khi loop qua này thì mình cũng làm giống như for x. Nhưng cái cách làm hàm mét ấy, thì nó sẽ trả về cho bạn dữ liệu, nó put vào cái mạng các bạn nhé. Và cuối cùng là cái mạng đấy trả về dưới dạng một cái biến ấy. Thì tất cả những cái gì các bạn trả về ở đây này thì nó sẽ put vào đây. Cụ thể đây nhé. Nếu mình return số 1 đi thì các bạn sẽ lock ra cái user update thì nó sẽ là con số 1 thôi, hàng số 1 nhá. Đây. Mình thử này, 1 2 3 4 5 6 7 8, nhấn đi login này các bạn thấy không, thì nó sẽ trả về hai con 1. Và nhớ là cái phần tử gì nó trả về bất cứ gì nhá thì nó đều có put vào một cái mạng nhá, nó tạo bằng dấu và nó put vào. Cho nên là các bạn muốn trả về object thì các bạn chỉ cần đưa vào đây là object thôi. Đúng không? Thì nó sẽ trả về object. Đây ạ. Các bạn nhá, nó trả về các bạn object này. Rồi thì đây là nó tóm lại là các cái lần trả về này nó là item trong cái mạng các bạn nhá. Thế thì ở đây thì các bạn phải check là đây if đúng không ạ? Có hai cây nhá, giống hệt như for x. If nếu mà cái thằng này trùng, tức là element.email bằng email nhập vào và element.password bằng password nhập vào, thì có nghĩa là cái user này cần được cập nhật status là active. Thì mình sẽ gán element.status bằng active. Và trường hợp L thì mình sẽ gán lại cái element.status bằng rộng bạn nhé. Đây, bằng rộng.
Mà cuối cùng mình phải nhớ là gì return element. Vì element chính là object đấy. Object thì có thay đổi cái status bằng active trong trường hợp trùng, và trong trường hợp không trùng nó sẽ đổi bằng giống bạn nhé. Cho nên là tất cả element được put vào một cái mảng, và chúng ta có cái mảng các phần tử object đúng yêu cầu nhé. Mình thử log ra bạn xem này. Log ra cái user update thì bằng cái user update. Đồng thời mình sẽ log ra cái biến trước khi mình update là biến user này. Quét. Bạn nhé. Tức là mục tiêu của mình là cái tạo ra một cái biến này độc lập hoàn toàn với cái biến mà khi lấy ra từ cái local. Và biến này được update thì độc lập hoàn toàn nhé. Rồi ạ. Mình thử nhé. Và mình xem lại cái local street của mình trước nào. Phần tử 0 này đang gửi tiếp là Việt Đức 122 đang gửi tiếp này. Phần tử 1 này cũng đang gửi tiếp bạn nhé. Cái này là do cái bug chắc là mình nhấn thôi. Thì bây giờ thì các bạn cứ nhập vào bình thường thôi. Bây giờ bạn nhập vào cái đúng thì nó sẽ tiếp của cái thằng kia nó tự reset nhé. Đây mình sẽ nhập vào cái Việt Đức 122 này. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Đấy, cái thằng nào trúng đúng thì nó sẽ chuyển active này, còn không thì nó về rộng nhá. Lúc này chúng ta sẽ được một cái thằng active thôi. Mình nhấn login này. Đấy, cái thằng đúng là trên số 0 bạn nhá. Các bạn thấy không, nó chuyển về status active này. Còn thằng số 1 thì nó chuyển về rộng nhá. Đúng như kỳ vọng nhá. Nhưng các bạn xem cái tab console này. Đây, mình mở rộng nhá. Thì các bạn thấy là cái user trước khi chúng ta update nhá, nó là tip này. Đúng không? Đây là user sau cái tip là cái ông Việt Đức 12 này. Thì được cái tip, và cái user trước khi mà chúng ta update ấy, thì nó cũng là tip bạn nhé. Đây. Thế thì mình sẽ thử lại một cây nữa. Bây giờ ví dụ như là Việt Đức 1 đi. Và 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 login này. Các bạn sẽ xem lại nhé là user trước khi này. Đấy, cái thằng user 1 này, Việt Đức 1 nó cũng tip này. Và user update. Đương nhiên user update thì là tip rồi, ok. Nhưng tại sao thằng user trước khi lấy ra nó cũng bị active? Thì cái này nó là do cái tính chất của JS là cái phần nó cùng hai thằng này nó cùng void đến một cái vùng bộ nhớ các bạn nhé. Hai cái biến này nó cùng void đến một cái vùng bộ nhớ của. Ở đây thì các bạn có thể xem cái này. Object ấy, bây giờ JS map này. Đấy, nhiều bạn không để ý cái điều này đâu. Thì mình nhắc lại để cho các bạn nếu mà gặp những cây này bạn biết thôi. Array map nhé, về cái doc của nó là tạo một new array nhé. Các bạn nên nhớ là nó chỉ tạo ra một new array thôi. Đây, new array là cái bên ngoài này. Nhưng mà nó sẽ là shallow copy. Còn cái object bên trong này là nó cùng object nhé. Nếu mà nhìn dưới dạng hình vẽ bạn có thể hiểu này. Đây là bin user. Thì nó sẽ value của nó là một cái object đây. Là một cái array các bạn nhé. Sorry các bạn, array. Đây mình dùng cái ngoặc vuông đây. Là một cái array. Và cái thằng user update. Vì là cái hàm map ấy nó sẽ trả về một cái mạng mới, cho nên là cái thằng này cũng là một cái mạng mới. Đây các bạn sẽ có một cái mạng mới, thằng này mạng mới nhá. Nhưng mà cái hàm map ấy thì nó thằng này, ví dụ thằng này thằng mạng mới, nhưng mà thằng này có các cái object bên trong bạn này, rất nhiều object bên trong nhá. Mình mô tả cho bạn xem thôi. Ví dụ đây là object đại diện cho là object 1 đi. Đấy là đại diện cho một object nhá. Thì cái thằng map ấy, cái object 1 này với thằng này nó đều refer đến cùng một object các bạn nhé. Đấy. Mặc dù hai cái mạng mới nhưng nó cùng refer object. Cho nên các bạn thay đổi status bằng 1 thì hai thằng này đều bị ảnh hưởng như lẫn nhau nhé. Thì điều này là không nên các bạn ạ. Sau này các bạn học JS thì bạn sẽ hiểu tại sao không nên. Về mặt cấu trúc code thì cũng không nên. Bởi vì chúng ta sẽ bị những cái bug rất là khó lường. Thì để khắc phục cái điều này thì các bạn hoàn toàn có thể làm được như thế này. Các bạn thay vì các bạn sửa đổi thẳng cái này thì các bạn nhớ là copy cái data của element ra. Cụ thể là mình sẽ return này. Return ra cái này các bạn nhé. Chấm 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 ba chấm. Và element. Cái dấu này nghĩa là chúng ta copy các cái item trong element này. Bao gồm cái name, email gì đấy, status gì đấy các bạn nhé. Tức là tất cả những cái cặp key value ở trong cái object cũ. Và tạo ra một object mới. Đấy. Và tiếp theo nữa thì mình sẽ ghi đè lên. Status.
nó là active. Như vậy cái status active này nó sẽ ghi đèn status của cái thằng element copy này nhá. Đấy, thì mình chỉ tên này. Và đồng thời ở dưới đây mình cũng làm tương tự. Đấy, các bạn phải tạo ra cái object mới này. Thì lúc này ở trên cái vẽ này hai cái object này nó không trùng nhau bạn nhá. Ông này ông sẽ refer đến một cái object mới. Đấy, các bạn có thể hiểu là nó sẽ tạo ra một object mới đây. Và cái ông này bây giờ ông sẽ refer đến object mới. Đó, cho nên mọi sửa đổi nó không ảnh hưởng các bạn nhé. Đấy thì cách của mình làm như thế. Thì cái dấu ba chấm này này là nó copy tất cả các item trong các element nhé. Và mình viết phẩy này để nó ghi đè thằng này. Status này bằng rộng nhé. Sau đấy cuối cùng là element này chấm status bạn bỏ đi nhé. Chấm bỏ đi. Cái này bỏ đi. Đấy, mình editor này thôi. Thì không cần cái editor element này nữa. Đấy, cụ thể mình sẽ có hai dòng editor này. Mình thử các bạn nha, mình thử lốc ra này. À, Việt Đức 122. Mình xem lại cái application của mình trước khi mình lốc nhá. Application này. Và Việt Đức 122 đang là 0 tiếp nhá. Và cái thằng tiếp là thằng Việt Đức 1 đấy. Rồi, mình sẽ bị bận biển sang tab console. 1 2 3 4 5 6 7 8. Bạn nhấn này. Các bạn xem cái user update này. Thì lúc này nó phải update cái thằng này là active đúng không ạ? Các bạn thấy không ạ? Là chính xác nhá. Lúc này chính xác là cái user update là cái thằng ở Việt Đức 122 active, còn thằng kia không active. Còn thằng user các bạn này, trước đấy là cái thằng này đang active đúng không bạn? Và thằng này không nhá. Đây các bạn thấy không? Trước đấy là thằng A1 này đang active này. Đấy, A1 đang active nhá. Và cái thằng A này là đang không nhá. Thằng Việt Đức này đang không, không active. Đấy, nó không bị ăn theo các bạn nhá. Điều này chứng tỏ là gì? Các cái object nó đang, tức là mình đã trỏ đến hai cái object khác nhau và nó không ảnh hưởng lẫn nhau các bạn nhé. Rồi mình nghĩ ok rồi, cho nên là chúng ta sẽ hoàn thiện theo cái phần coding mới các bạn nhé. Ở đây thì mình có biến user update là cái thằng status active nó được update đây rồi. Thì chúng ta sẽ update theo cái biến này. Mình bỏ for x này đi nhé. Bỏ for x này. Và ở đây thì mình sẽ có bỏ được cả cái này đi. Bỏ đi ạ. Đây thì mình sẽ có là cái local storage set item user key bằng JSON như vậy, không refer đến user có S nhá. Mà chúng ta refer đến user update. Đấy, lúc này cái user update là chuẩn này. Rồi xong các bạn test lại giúp mình. Mình nó lại trang này. Đây mình sẽ dùng Việt Đức 122 và 1 2 3 4 5 6 7 8 login. Bạn xem application và Việt Đức 122 là active đúng rồi này, còn cái thằng còn lại là không active đúng nhá. Bây giờ mình chuyển sang Việt Đức 1, mình nhấn vào login. Các bạn thấy là Việt Đức 1 lúc này là được active đây ạ, và Việt Đức 122 lúc này bỏ active nhá, nghĩa là ok đấy. Rồi mình sẽ mở ra phần này ra các bạn nhá. Window.location.hz bằng MySQL ấy, load lại trang này, vào Việt Đức 122, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nhấn vào login. Bạn thấy là mình đã quyết thành công nhé. Rồi, cảm ơn các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong video sau.